Xin chào mọi người. Hôm nay Lan sẽ giới thiệu về chủ đề cách mà mình xử lý tập tin trong Selenium WebDriver sử dụng ngôn ngữ là C#. Trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ Test Mentor nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần cách tải tập tin lên, tiếng Anh gọi là upload. Thì ở đây chúng ta sẽ cần thay báo một cái iWebs element, đặt tên cho cái element mà bạn có thể tải được cái tập tin lên. Chúng ta sẽ tìm element đấy thông qua driver.fileelement, và đây Lan lấy ví dụ là 3ID nha. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái element vừa khai báo bên trên, tìm được ở trên UI. Chúng ta sẽ dùng send key a cộng và thay chúng ta tìm đường dẫn đến cái tập tin mà bạn muốn tải lên. Ở đây là tùy theo từng máy nha. Thì ví dụ Lan lấy ví dụ là OC file path cho file.txt. Còn trong thực tế các bạn có thể là đường dẫn nó sẽ khác, thay cho nó phù hợp với đường dẫn trong máy của các bạn. Thì để tải tập tin lên thì chúng ta cần chú ý để mà tải thành công, như kiểu là chúng ta chú ý là cái định dạng đuôi file người ta để là gì này, rồi kích thước file size max là bao nhiêu, thì để nó không bị fail ấy. Thì đấy là những cái lưu ý mà chúng ta cần phải chú ý trong quá trình mà tải tập tin lên. Và cái một điều cũng quan trọng là chúng ta cần phải chỉ đúng cái đường dẫn đến cái tập tin đấy. Cách để check thì đơn giản thôi, các bạn có thể là browse bằng menu đến cái file mà các bạn muốn tải lên. Nếu các bạn tìm được đúng theo đường dẫn thì là ok nha. Tiếp theo là chúng ta có thể là tải xuống, hay còn gọi là download cái tập tin. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng khai báo là iWeb Element, và đây là cái link download. Chúng ta sẽ có thể tìm cái element đấy thông qua cái driver file element. Ví dụ ở đây Lan cũng lấy là 3ID. Còn trong thực tế có thể là các bạn lấy theo nhiều cách khác nhau, như là XPath, CSS hoặc là name, tùy theo trường hợp cụ thể mà các bạn có thể lấy theo. Và chúng ta sẽ khai báo string file URL download link get attribute href. Thì thường các cái link tải xuống ấy thì mình sẽ có cái href, ví dụ như là một dạng hyperlink ở trên UI. Các bạn kích vào download ấy thì nó sẽ tải được xuống. Sử dụng web client để tải tập tin về máy, chúng ta sẽ sử dụng là using mở ngoặc web client, và client mình sẽ khai báo mới nha, new web client, và chúng ta sẽ dùng là client.download file, dùng cái hàm download file trong cái web client này. File URL chính là bên trên này mình đã khai báo là đây, và đây là đường lưu xuống cái tập tin này, lưu xuống máy nha. Và đây là tên file. Đấy, thì các bạn có thể thay đổi đường dẫn để lưu tập tin xuống máy cho nó phù hợp với máy của các bạn. Thì điều lưu ý ở đây là các bạn nên để cái đường dẫn nó tồn tại. Trong trường hợp mà đường dẫn không tồn tại thì nó sẽ báo lỗi là không tìm thấy đường dẫn này. Rồi tập tin thì các bạn nhớ là cho đuôi file, thì để sau là nó sẽ có định dạng đúng, định dạng chuẩn nha. Thì đây là những cái cách tải tập tin lên và cũng như là cách download cái tập tin xuống máy của các bạn trong quá trình các bạn làm việc với Selenium WebDriver. Thì mấy cái phương thức này thì trên mạng các bạn có thể hoàn toàn search được, nhưng mà một số lưu ý là chúng ta để ý khi file đừng cái đường dẫn đến cái file kể cả tải lên hoặc là tải xuống. Thứ hai là khi mà mình upload file lên thì mình chú ý về cái kích thước của cái file size và cái định dạng đuôi file, là cái chương trình sẽ cho phép những cái loại đuôi file nào, thì các bạn sẽ cần chú ý một số cái điểm như vậy. Như vậy là Lan đã giới thiệu xong về cách mình tải tập tin lên và tải tập tin xuống dùng cái Selenium WebDriver sử dụng ngôn ngữ là C#. Trước khi kết thúc video thì mọi người đừng quên nhấn like, subscribe để Lan có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tạm biệt mọi người.